Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương được đầu tư đưa vào khai thác giai đoạn 1 cách đây đã hơn 10 năm. Hiện nay tuyến cao tốc này đang đáp ứng được sự gia tăng của phương tiện và nhu cầu đi lại của người dân thường xuyên ùn tắc. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận mới đưa vào khai thác giai đoạn 1 từ tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, sau khi khai thác, đồng thời cả hai tuyến cao tốc đã phát sinh một số bất cập do lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến quá lớn. Chính vì thế, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với các địa phương nghiên cứu đề xuất ít nhất 3 phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất nghiên cứu phương án mở rộng cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mỹ Thuận với hai dự án độc lập, gồm dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và dự án mở rộng đoạn tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Trên cơ sở hai đoạn cao tốc đã được đầu tư giai đoạn 1, đề xuất phương án đầu tư giai đoạn 2. Về quy mô đầu tư, thống nhất nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh các tuyến cao tốc, bảo đảm quy mô theo quy hoạch đã được phê duyệt, tận dụng hiện trạng về mặt bằng đã đền bù giải phóng theo quy hoạch trong giai đoạn 1. Về phương án đầu tư, thống nhất nghiên cứu đề xuất ít nhất 3 phương án đầu tư, trong đó có các phương án bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư công, phương án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT, xây dựng kinh doanh chuyển giao, đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BTL, xây dựng chuyển giao thuê dịch vụ, hợp đồng BLT, xây dựng thuê dịch vụ chuyển giao. Trong đó, cần phân tích đánh giá ưu điểm, hạn chế, khó khăn của từng phương án. Sau khi hoàn chỉnh các phương án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.